Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với cái tựa game dân chơi bóng đá do nhà phát hành Rejoin nha các bạn. Thì đây là một cái tựa game chiến thuật thể tướng vô cùng hấp dẫn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các chiếc code dành cho tân thủ mới nhất và hướng dẫn các bạn nhập code cho nào chưa biết. Bạn nào rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Thì đầu tiên để nhập code, bạn nhấn vào avatar của mình và các bạn cần phải vượt qua cái thử thách tân thủ nha các bạn. Sau đó thì bạn nhấn vào phần gift code và tiến hành nhập gift code. Thì code thứ nhất như sau: GC bóng đá. Thì đây là gift code thứ nhất nha bạn. Gift code là GC bóng đá. Đây là code thứ nhất GC bóng đá. Sau đó bạn nhấn vào xác nhận để nhận quà. Thì đây là các phần quà của gift code. Nó sẽ bao gồm cái mảnh cầu hủ tím số lượng 30, gói bộ trang bị lam dùng để nhận một bộ trang bị lam số lượng 1, bột protein dùng để đột phá với hàng cầu thủ số lượng 100, tép phiếu số lượng 1 dùng để nhận 2 tiếng xem phiếu SP siêu nhỏ ha, dùng để nhận 2 tiếng keo SP số lượng là 1 mảnh cầu thủ tím để đổi mảnh cầu thủ bất kỳ màu tím nha các bạn, phẩm tím. Gift code thứ hai như sau: A1H2G3I4. A1H2G3I4 là gift code thứ hai nha các bạn. Thì đó là code thứ hai. Code này sẽ nhận được là 5 cái mảnh cầu hủ tím, một cái vé ký kết tìm kiếm dùng để tìm kiếm số lượng 1 và 5.000 phiếu, 2.500 SP trừ hủ. Thì đó là các quà code thứ hai. Bây giờ chúng ta cùng đến code thứ ba. Giờ cái gift code thứ ba sao: B1F2U3F4 là gift code thứ ba nha bạn. Gift code 3 là B1F2U3F4. Như code này bị sai bạn. B1G2 mới đúng nha các bạn. B1G2U3F4. B1G2U3F4 là code thứ ba nha các bạn. Code này sẽ nhận được là 10 cái mảnh cầu hủ tím, một cái vé ký kết tìm kiếm 10.000 phiếu và 5.000 SP cầu hủ. Thì đó là các phần quà code thứ ba. Bây giờ chúng ta cùng đến code thứ tư. Thì code thứ tư như sau: C1N2X3E4. Thì đây là code thứ tư nha các bạn, có là C1N2X3E4. Cái này nhận được 15 cái mảnh cầu hủ tím, một cái vé ký kết tìm kiếm 15.000 phiếu và 15.000 SP cầu hủ. Thì đó là các phần quà code thứ tư. Code thứ năm như sau: V1H2G5K3. V1H2G5K3 là yếu code thứ năm nha các bạn. V1H2G5K3. Cái này sẽ nhận được là 100 kim cương, 10 cái mảnh cầu tím và một vé ký kết tìm kiếm. Thì đó là các phần quà của gift code thứ 5. Gift code thứ 6 như sau: B3U5A7M8. B3U5A7M8 là gift code thứ 5, thứ 6 nha các bạn. Gift code 6 là B3U5A7M8. Thì code này sẽ nhận được 300 kim cương, 30 cái mảnh cầu hủ tím và 3 cái vé ký kết tìm kiếm. Thì đó là các phần quà code thứ 6. Code thứ 7: V1K2S3T4. V1K2S3T4 là gift code thứ 7. V1K2S3T4 nha các bạn. Cái này sẽ nhận được là 20 cái mảnh cầu hủ tím, một vé ký kết tìm kiếm 2.000 phiếu và 10.000 SP cầu hủ. Thì đó là các phần quà có thứ 7. Có thứ 8: C2E7H4B2 là có thứ 8 nha bạn. Nhưng có là C2E7H4B2 là có thứ 8.
Tối nay sẽ nhận thưởng được 200 kim cương, 20 cái mảnh hồ tím và 2 vé khí kết trùng kiếm. Thì đó là các quà có thứ 8. Có thứ 9 như sau: thành công. Thành công là gift code thứ 9 nha các bạn. Gift code là thành công. Tối nay sẽ nhận được là 200 kim cương, 200 cái bột protein, 1000 cái điểm tình bạn dùng để chiêu mộ hữu nghị, 5 cái vé ký kết giải đấu, tích đủ 10 vé thể liên tiếp 10 dần dùng để tìm kiếm giải đấu, cầu thủ giải đấu nha bạn. Gift code kế tiếp như sau. Gift code thứ 10, Hiếu Nhi. Gift code thứ 10 nha bạn. Đây có thứ 10, Hiếu Nhi. Cái này sẽ nhận được là 5 cái vé ký kết giải đấu, 500 bột protein, 100 cao phiếu, 50.000 FP cầu thủ. Thì đó là các hòn quà của cái gift code thứ 10, Hiếu Nhi. Gift code thứ 11 như sau. Tiểu B Ngọc. Thế như bạn, Tiểu B Ngọc, Tiểu Bảo Ngọc. TIEUBNNGOC. Đây là nhà bạn chỉ có thứ 11, Tiểu B Ngọc. Có này sẽ nhận được là 50 cái mảnh cầu thủ cao cấp, 100 bột của in, 1 cái SP siêu nhỏ, 1 cái tép phiếu. Thì đó là các phần quà của gift code nha các bạn, Tiểu B Ngọc. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ mở code ở phía trên màn hình nha các bạn. Thì tổng cộng là sẽ có là 11 gift code. Khi nào có thêm gift code mới thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn nhập gift code thành công và chơi game vui vẻ. Đừng quên like, share và subscribe kênh ủng hộ nha. Và cũng như là cập nhật thêm những cái gift code mới của cái tựa game dân vô bảo, dân chơi bóng đá và những cái tựa game khác trên kênh mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Con xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.